chỉ cần phải bỏ ngay trong giao tiếp. Em ơi, em sang bên trái này đi, sang bên trái. Rồi rồi, sang bên phải đi, sang bên phải. Rồi, tiến lại gần chị một chút. Hãy bỏ ngay kiểu chỉ tay một ngón này vào người khác. Thay vào đó, chúng ta có thể dùng cả bàn tay của mình. Em ơi, em sang bên chỗ này đi. Em có thể tiến lại gần đây. Hoặc em sang bên phải chị một chút nhá. Anh chị em nhớ nhé.